Xong cái này chúng ta sẽ ngồi.
đương nhiên là làm việc đấy thì cũng hiểu ý, nhưng mà nếu còn lo cái chỉ số thì mình vâng em thì chúng tôi sẽ theo cái thằng nó chạy ra nó làm nó cái thằng này là mình mua mình làm đâu đúng rồi, khi mình bán thì nó được, nó bán là nhờ đủ tiêu chuẩn chứ, tất nhiên là nó đủ tiêu chuẩn không mà chúng ta là chúng ta lại tiêu chuẩn của nó thằng nào nó ghi được 75 thì chúng ta kiếm 110 thôi. Thằng quân của anh là nào? Cái mức tối đa là từ 110-115 dB không chịu được được. Còn mức làm việc thông thường dưới 90 dB. Đây là nó làm cái máy đi lại cái gì ra cái máy hoặc là máy quét trực tiếp thì chẳng hạn. Làm xà nhà hay làm gì anh? Cái nào có đỏ? Đấy cái gì đang xanh.